Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tuyên Quang phát triển bền vững của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chuyên mục hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh phát triển ngành chè. Các địa phương tập trung thực hiện tốt các giải pháp về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiệu quả từ các mô hình phát triển chăn nuôi đại gia súc ở huyện vùng cao Na Hàng. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ vị trí thứ 34 vào năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Tuyên Quang năm 2019 đã tăng thêm 2 bậc với 65,13 điểm, đứng thứ 32 trên bảng xếp hạng và nằm trong nhóm các tỉnh khá. Theo kết quả xếp hạng PCI vừa được công bố, 10 chỉ số thành phần cơ bản của tỉnh Tuyên Quang đều có mức tăng điểm so với năm trước. Chỉ số gia nhập thị trường tăng từ 7,99 điểm lên 8 điểm. Tiếp cận đất đai tăng từ 6,28 điểm lên 7,08 điểm. Tính minh bạch tăng từ 6,75 điểm lên 6,88 điểm. Chi phí thời gian tăng từ 6,24 điểm lên 6,57 điểm. Chi phí không chính thức tăng từ 5,39 điểm lên 6,29 điểm. Tính năng động tăng từ 5,54 điểm lên 6,17 điểm. Đào tạo lao động tăng từ 6,34 điểm lên 6,83 điểm. Thiết chế pháp lý tăng từ 7,09 điểm lên 7,65 điểm. Trong thời gian tới, các ngành chức năng, các cấp chính quyền trong tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt tuyên truyền để các cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, nhất là các cán bộ trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính với doanh nghiệp, nâng cao nhận thức, từ đó điều chỉnh ý thức trách nhiệm thực thi chủ trương, chính sách về hỗ trợ công bằng cho các doanh nghiệp để thiết lập môi trường cạnh tranh bình đẳng. Các sở, ban ngành đổi mới cách thức quản lý nhà nước theo hướng tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh cạnh tranh bình đẳng. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, sau hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, tính đến hết quý 1 năm 2020, tổng dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt hơn 10.500 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng dư nợ toàn tỉnh. Ngoài đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng, nguồn tín dụng triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tập trung cho hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, mục tiêu là việc nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Chỉ tính riêng nguồn vốn tín dụng cho vay tại 37 xã đã về đích nông thôn mới và 10 xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2020 đạt hơn 4.100 tỷ đồng. Cùng với nguồn ngân sách nhà nước và huy động sức dân, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân gần 2.800 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất. Trong đó, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường đã giúp gần 23.000 hộ trên địa bàn tỉnh có điều kiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sạch và các công trình vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Để có vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động nguồn vốn. Đến đầu tháng 5 năm 2020, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt trên 26.000 tỷ đồng. Huyện Na Hàng hiện có trên 21.000 hectare rừng tự nhiên. Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, thời gian qua Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hàng đã tăng cường tuyên truyền tuần tra kiểm soát bảo vệ diện tích rừng hiện có, góp phần giữ gìn môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai. Trong hơn 21.000 hectare rừng tự nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên Tắt Kè, Bản Bung có diện tích trên 15.000 hectare. Tại đây, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, có độ đa dạng sinh học cao, các nhà khoa học đã xác định được trên 2.000 loại thực vật. Nhiều loại được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hàng tập trung chỉ đạo các chốt trạm tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân bảo vệ rừng, đồng thời kịp thời ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến công tác bảo vệ rừng. Từ đầu năm đến nay, Hạt đã phối hợp với các địa phương triển khai 15 cuộc tuyên truyền về hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phát hiện ngăn chặn và xử lý 15 vụ vi phạm về luật lâm nghiệp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 81 triệu đồng. Huyện Sơn Dương hiện đứng đầu toàn tỉnh về số lượng các mô hình kinh tế trang trại. Việc phát triển kinh tế trang trại đã góp phần khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn đất sản xuất của địa phương, từng bước làm thay đổi tập quán sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Huyện Sơn Dương hiện có hơn 250 trang trại, trong đó có 28 trang trại tổng hợp, hơn 200 trang trại chăn nuôi và trồng trọt. Một số trang trại hiện đã chuyển sang chuyên môn hóa, liên kết tiêu thụ sản phẩm, có hàng tỷ đồng mỗi năm. Thực hiện nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, huyện Sơn Dương đã chủ động hướng dẫn các trang trại làm các thủ tục để vay vốn, thúc đẩy loại hình kinh tế này phát triển mạnh. Hiện nay đã có hơn 100 trang trại vay vốn với số tiền trên 33 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, các ngành chức năng huyện Sơn Dương tiếp tục tạo điều kiện về hành lang pháp lý, tập huấn kỹ thuật, quy trình chăm sóc và biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, cho các trang trại, thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển ổn định, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Với gần 8.800 ha hiện có, cây chè đang thực sự là cây trồng mũi nhọn của nhiều địa phương trong tỉnh, tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống cho hàng nghìn hộ trồng chè. Những năm qua, nhờ việc chủ động thay đổi, lựa chọn cây giống phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật và sản xuất, nên năng suất, chất lượng chè của Tuyên Quang đã ngày càng được nâng cao. Tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, gia đình chị Nguyễn Ngọc Thúy, một trong 500 hộ dân tham gia chuỗi giá trị chè an toàn bền vững chất lượng trên cơ sở liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, được công ty cổ phần chè Mỹ Lâm triển khai 3 năm qua. Tăng thu nhập lên từ 30% đến 40%, đảm bảo sức khỏe cho bản thân gia đình và bảo vệ môi trường là lợi ích rõ nhất khi chị tham gia liên kết này. Mình rất là vui vì là thực ra là nó thay đổi toàn bộ cái cuộc sống của người làm chè, kể cả cải thiện, kể cả về sức khỏe, kể cả về thu nhập. Đấy là cái niềm mà mong mỏi của người làm chè từ trước đến giờ. Hiệu quả từ áp dụng chuỗi giá trị chè an toàn mà chị Thúy cùng các hộ gia đình tham gia đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng chè xuất khẩu của công ty cổ phần chè Mỹ Lâm Tuyên Quang. Vùng nguyên liệu của công ty đạt chứng chỉ Rainforest Island với năng suất bình quân trên 20 tấn một hecta. Các sản phẩm được bán ra thị trường các nước Anh, Nga, Ba Lan, Nhật Bản và một số nước Trung Đông, Bắc Phi. 90% sản lượng chè được tập đoàn Unilever ký hợp đồng tiêu thụ. Từ năm 2013 là sản phẩm của công ty chúng tôi là đạt tiêu chuẩn EU. Với cái chất lượng như thế thì cái nhu cầu của khách hàng cũng càng ngày càng tăng và họ rất tin tưởng vào cái chất lượng và cái phục vụ của doanh nghiệp, tiến tới là tự động hóa rất nhiều khâu trong quá trình để mà nâng cao chất lượng cũng như là giảm giá thành trong sản xuất. Tại xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, toàn bộ 30 hectare chè Việt Gáp của người dân hai thôn 3, thôn 5 Làng Bát đã không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà chuyển sang sử dụng các chế phẩm vi sinh, sử dụng phân hữu cơ bón cho chè. Nhờ đó, chè xanh Làn Bác nổi tiếng với đặc trưng nước chè xanh mát, thơm dịu, ngày càng được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì cái khoa học kỹ thuật ứng dụng trong lao động sản xuất để nâng cao về chất lượng sản phẩm chè xanh Làn Bác. Cái nữa là tiếp tục coi như vậy là giới thiệu sản phẩm đi một số tỉnh miền Nam và miền Trung. Cây chè là một trong 6 cây trồng chủ lực của tỉnh Tuyên Quang. 5 năm trở lại đây, diện tích chè tăng gần 400 ha, đến nay đạt hơn 8.000 ha. Sản lượng búp tươi hàng năm đạt trên 65.000 tấn. Giá trị sản xuất chè chiếm 7,6% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt của tỉnh. Để phát triển ổn định bền vững ngành chè, tỉnh Tuyên Quang tập trung vào sử dụng giống mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thâm canh nâng cao năng suất, xác định chỉ mở rộng diện tích trồng mới ở những nơi có đất đai tập trung, có điều kiện đầu tư thâm canh. Song song với đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm để sản phẩm chè Tuyên Quang ngày càng vươn xa hơn tới thị trường trong nước và quốc tế. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các cấp các ngành chức năng hiện đang tập trung tăng cường công tác thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm tại các nhà hàng kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020. Vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra tại các nhà hàng kinh doanh ăn uống với các nội dung vệ sinh trong và ngoài cơ sở, ứng dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn, dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm sống và thực phẩm chín. Qua kiểm tra bước đầu tại các nhà hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn tỉnh đều thực hiện đúng các quy trình về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước tiên là phải chọn hàng hóa đúng nguồn gốc, hay là vệ sinh sạch sẽ. Nơi những cái người mà cung cấp hàng cho mình là phải đầy đủ giấy tờ vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong thời gian chế biến này cũng phải lưu mẫu mới lại kiểm tra đồ ăn rồi bảo quản đồ ăn thật tốt. Trong đợt này, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh cũng sẽ tập trung kiểm tra các bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tại các trường học. Lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh bát đĩa, dụng cụ chế biến thức ăn, quy trình lưu mẫu và lấy mẫu thực phẩm, hồ sơ mua bán thực phẩm, giấy khám sức khỏe định kỳ của các cô nuôi. Song song với đó, đoàn cũng tập trung tuyên truyền các kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, đặc biệt là những quy định mới. Chúng tôi kiểm tra các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống thì tập trung chính vào trong cái vấn đề là hợp đồng mua bán thực phẩm,
và lưu mẫu thức ăn và nhắc nhở những người mà trực tiếp kinh doanh là phòng chống cái lây nhiễm COVID. Thời tiết nắng nóng khiến các loại thực phẩm dễ ôi thiêu. Đây cũng là thời điểm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm. Bởi vậy, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, thì người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, mặt hàng ăn uống cần phải có trách nhiệm và giữ gìn đạo đức trong sản xuất kinh doanh để góp phần phòng tránh ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng. Thị trấn Sơn Dương là trung tâm kinh tế của huyện. Những năm qua, hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn luôn được cấp ủy chính quyền địa phương đặc biệt coi trọng. Song song với công tác quy hoạch đô thị, các loại hình dịch vụ phát triển đã góp phần quan trọng để thị trấn Sơn Dương thực hiện mục tiêu trở thành đô thị loại 4 vào năm 2025. Hoạt động hàng chục năm qua tại thị trấn Sơn Dương, hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mỹ thuật Trần Hoàn có gần 20 lao động trực tiếp làm việc. Công việc duy trì thường xuyên, thu nhập ổn định, được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước đã giúp cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với đơn vị. Mình làm ở đây thì là đã 16 năm rồi. Đồng lương cũng là ổn định với cuộc sống và cũng được đóng bảo hiểm theo chế độ của nhà nước. Hiện nay trên địa bàn thị trấn Sơn Dương có hơn 60 công ty trách nhiệm hữu hạn, trên 550 hộ kinh doanh, hàng chục doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ với nhiều loại hình hoạt động, doanh thu đạt trên 600 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Chính quyền thị trấn xác định việc phát triển dịch vụ thương mại du lịch là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Đối với chính quyền địa phương, thường xuyên quan tâm, khuyến khích người dân phát triển các loại hình dịch vụ. Các thủ tục hành chính được chính quyền phối hợp với các ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với tổ chức hộ gia đình sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, tỷ lệ ngành thương mại dịch vụ chuyển dịch mạnh mẽ trên địa bàn thị trấn. Thu ngân sách hàng năm duy trì tăng gần 17% trong 5 năm qua. Chúng tôi có cái giải pháp tập trung, đó là tự cái rà soát, cân đối các cái nguồn thu chi và đặc biệt là phát triển các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ, khuyến khích tạo điều kiện cho các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ phát triển bằng cái cơ chế chính sách, bằng cái thu hút đầu tư và cũng đề nghị với các cấp lãnh đạo là mở rộng địa bàn của thị trấn như là quy hoạch, như là phát triển các cái ngành nghề trên địa bàn thị trấn. Một trong những vấn đề được thị trấn Sơn Dương đặc biệt chú trọng là phát triển các loại hình dịch vụ đảm bảo quy hoạch phát triển đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua đó vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, vừa đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững. Với đặc thù là địa phương vùng cao có điều kiện thuận lợi phát triển chăn nuôi đại gia súc, vài năm trở lại đây xã Năng Khảo huyện Na Hang luôn duy trì và phát triển mạnh đàn trâu bò. Nhờ các hình thức chăn nuôi hiệu quả, phát triển các mô hình chăn nuôi đại gia súc đang đem lại nguồn thu nhập ổn định và làm giàu cho người dân nơi đây. Hơn chục năm qua, ông Vui đã gắn bó với nghề nuôi trâu nhất chuồng. Những kinh nghiệm thu được giúp ông có đàn trâu khỏe mạnh, phát triển tốt. Mỗi ngày ông cần 2 xe cỏ voi để làm thức ăn cho đàn trâu hơn chục con của gia đình. Con giống được mua về từ các địa phương trong huyện và vùng lân cận. Đàn trâu đều nuôi theo hình thức nhốt chuồng cho hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn hình thức chăn thả. Được vay ngân hàng chính sách 90 triệu về là đầu tư để làm chuồng trại để chăn nuôi để ấy thôi, để vố béo. Muốn là vay thêm, làm thêm cái chuồng trại nới ra để cho nó chăn thêm nhiều. Ông Vui là một trong hàng chục hộ gia đình tại xã Năng Khả tham gia phát triển mô hình chăn nuôi trâu nhốt chuồng. Giờ đây vùng trồng cỏ voi làm thức ăn cho chăn nuôi đại gia súc ở xã Năng Khả ngày càng phát triển mạnh. Với điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, giống cỏ dễ trồng và chăm sóc nên nguồn thức ăn cho đại gia súc luôn duy trì ổn định. Đây là điều kiện quan trọng để xã phát triển mạnh đàn đại gia súc. Gia đình tự có là hơn 4.000 mét, xong rồi tôi lại mua thêm là được hơn 4.000 mét nữa. Thì hiện nay tôi trồng được hơn 7.000. Đến tới này thì tôi sẽ trồng hết và theo tôi dự tính là khoảng một thời gian nữa tôi sẽ tăng thêm đàn. Phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung như thế này không chỉ có ý nghĩa tích cực giúp cho các hộ gia đình phát triển kinh tế mà còn góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động tại địa phương.
Xác định rõ vấn đề này, xã Năng Khả thường xuyên phối hợp tốt với các ngành chức năng của huyện, các dự án hỗ trợ sản xuất tại địa phương trong chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ vốn cho người dân phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương. Đối với mô hình chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn xã Năng Khả, thì trong những năm qua thì phải nói là tốc độ phát triển cũng tương đối là cao. Bà con cũng nhận thức được là cái mô hình này nó đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực đối với bà con nhân dân, và cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tuyên truyền và nhân rộng các cái mô hình đó để làm sao kinh tế của bà con ngày càng phát triển trong thời gian tới. Với đầu ra ổn định, phát triển chăn nuôi đại gia súc, đặc biệt là nuôi trâu bò vỗ béo, tiếp tục xác định là hướng đi hiệu quả đối với người dân xã Năng Khả trong phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tuyên Quang phát triển bền vững của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.